đi chợ bằng xe mô tô. Số là hồi sáng tôi cứ đi ngang một cái chợ bằng xe mô tô, tới công chuyện luôn, anh em đừng bắt chước tôi nha. Chào mừng các bạn đã đến với ngày 29 Tết của mình. Đây chính là video ghi lại hành trình mình đi rửa xe để đón Tết. Phải bọc lại những vị trí nhạy cảm như là cái đồng hồ, các cái cùm côn, cùm thắng. Chúng ta sẽ xử lý những vết ố cứng đầu trước. Tiếp theo sau, anh em chúng tôi vệ sinh dây sên. Xe này từ lúc mình mua về mình cứ nghĩ sên là màu đen cơ, nhưng mà sau khi vệ sinh thì mới biết nó là màu vàng. Cuối cùng là một lớp xô nát phủ toàn bộ thân xe để lau những chi tiết còn sót lại. Và thế là xong. Đi về nhà. Mình sau khi mà tháo cái kiến ra thì nhìn nó gấu hơn hẳn đúng không? Nhìn nó dữ dằn hơn hẳn. Cảm ơn các bạn đã chọn xem video của mình trong số hàng trăm những video khác. Hãy nhấn đăng ký kênh để cùng theo dõi những chuyến solo sắp tới của mình nhé.